Liên quan đến vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án. Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2019, công ty Nhật Cường, đại diện pháp luật là Bùi Quang Huy trong vai trò tổng giám đốc, đã kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức, như nhập mua hàng hóa trong nước có hóa đơn giá trị gia tăng hàng công ty, mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới có hóa đơn hợp pháp của các nhà cung cấp trong nước hàng có VAT, nhập mua hàng hóa trong nước không có chứng từ nguồn gốc, không có VAT, mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử của các nhà cung cấp trong nước hàng trôi nổi không có VAT, nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp như mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới và cũ của các nhà cung cấp nước ngoài, hàng nhập lậu rồi thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, Nhật Cường đã bán hơn 250.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng của 16 chủ cửa hàng có địa chỉ ở Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72,9 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, từ đó hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Thủ đoạn được công ty Nhật Cường thực hiện như sau. Bùi Quang Huy giao cho công ty Nhật Cường Quảng Châu ở Trung Quốc phụ trách việc vận chuyển các lô hàng điện thoại, hàng điện tử từ Hồng Kông về Quảng Châu, từ đó tập kết tại biên giới Việt Nam-Trung Quốc để nhập cảnh trái phép, sau đó đưa về kho của công ty Nhật Cường tại số 39 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng được vận chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội. Để tuồn đưa các lô hàng hậu qua sân bay Nội Bài, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến chưa rõ lai lịch cầm đầu. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm, trị giá gần 550 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ đồng phí vận chuyển. Từ cuối năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa trị giá hơn 307 tỷ đồng của nhà cung cấp tại Hồng Kông để gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Khi hàng về đến sân bay Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty ma để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay, đưa về trung tâm Hà Nội, giao cho Huy và đồng phạm. Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho hai đường dây này với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng.